Chào anh chị em, chúng ta lại gặp nhau trong cái video tiếp theo của loạt bài hướng dẫn guitar cơ bản. Đây là cái video thứ 15. Và trong cái video này, tôi sẽ giới thiệu tới anh chị em hai nội dung. Cái nội dung thứ nhất, tôi sẽ giới thiệu tới anh chị em hai cái nốt trên dây số 3. Và cái nội dung thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu cái dấu nối. Trước khi nói về dây số 3 thì chúng ta phải ôn lại cái dây số 1. Số 1 là dây nhỏ nhất này, rồi tới dây 2 này, và bây giờ là dây 3. Những dây nào mà chúng ta đã tập rồi thì chúng ta phải nắm chắc chắn một cách là bấm vị trí đúng, lắng nghe được nốt nhạc của nó luôn. 6 nốt chúng ta đã học là si do re mi fa son, và ngược lại son fa mi re do si, thêm 2 nốt la son. 2 nốt la son hôm nay chúng ta học. Trong cái khuôn khổ của video này thì cái dây số 3 chúng ta chỉ tìm hiểu 2 nốt thôi. Đầu tiên là cái nốt son là nốt dây buông. Dây số 3 buông là nốt son. Và bấm ở ngăn số 2 bằng ngón 2 là nốt la. Như vậy chúng ta có 2 nốt. Son la son la son la son la son. Chúng ta ghi nhớ cho tôi một cái nữa, đó là nốt son sẽ được ghi ở cái dòng thứ 2 của khuôn nhạc. Nốt la sẽ ghi ở khe thứ 2. Nốt la, nốt son, la, son. Chúng ta nhớ vị trí của nó trên khuôn nhạc và nhớ vị trí của nó trên dây đàn. Để anh chị em ghi nhớ được những cái nốt trên dây số 3 và kể cả ôn lại những cái nốt mà chúng ta đã học trên 2 dây trước đó, thì tôi sẽ có một cái hệ thống bài tập. Cụ thể đây tôi sẽ giới thiệu tới anh chị em 4 cái bài tập. Bài tập số 1. Bài tập số 1 của chúng ta thì chỉ có nốt son và nốt la thôi. Nốt son thì chúng ta chơi dây buông, ghi dòng thứ 2 đó. Ô thứ 2 gồm có cái nốt la thì chơi ở cái ngăn số 2 của dây 3. Trước nhất chúng ta phải đọc nó. Đầu tiên là son, 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 rồi tiếp là la, 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 tiếp là la, la, son, la, son, son. Ở đây chúng ta sẽ có nốt đen và nốt trắng thôi. Nốt trắng thì chúng ta phải ngưng ra 2 phát, nốt đen thì 1 phát. Chúng ta hãy chơi nó với máy đánh nhịp. Và ở đây tôi sẽ chọn tốc độ khoảng 70 thôi, tốc độ chậm để chúng ta tập luyện cho nó thoải mái. Son, 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 la, 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 son, la, son, son. 1, 2, 3, 4. Ngưng thêm. Ngưng. Xong. Một lần nữa nha. 1, 2, 3, 4. Chúng ta vừa chơi xong cái bài số 1. Ở đây tôi sẽ nhắc nhở anh chị em một cái vấn đề, đó là nốt son này với son này khác nhau nha. Nốt son ở đây của chúng ta nè, là nốt son 3. Còn nốt son ở đây là nốt son 4 nè. Son ở quãng 84. Còn đây là son ở quãng 83. Son này thấp hơn son này.
sẽ có cái nốt son ở trên cao và sẽ có cái nốt son ở dưới thấp. Son này là son 3 nha. Son này là son 4 nha. Sau đây chúng ta sẽ có cái bài tập số 2. Bài tập số 2 của chúng ta thì có nhiều hình nốt hơn. Đó là chúng ta có hình nốt đen, hình nốt móc đơn và cả hình nốt trắng nữa. Hình nốt đen thì chúng ta chơi một phách, hình nốt trắng phải hai phách và móc đơn có nửa phách thôi. Ở ô đầu tiên chúng ta có bốn phách, phách thứ hai và phách thứ tư thì nó có là móc đơn. Như vậy chẳng hạn trong trường hợp cái ô thứ nhất chúng ta phải đọc là 1, 2 và 3, 4 và. Chẳng hạn chúng ta đọc theo máy đánh nhịp nha. 1, 2 và 3, 4 và. Đọc cả bài nha. 1, 2, 3, 4. Son, 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 la. La, la, son, son, la. La, la, son, la, son, la, son, 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 son. Đàn lên. 1, 2, 3, 4. Một lần nữa nha. 1, 2, 3, 4. Anh chị em chú ý là những cái nốt mà móc đơn thì chúng ta phải nốt đầu tiên của phách thì chúng ta đánh xuống, nốt thứ hai thì chúng ta hất lên. Những cái nào mà và đó thì chúng ta hất lên. Ví dụ ô 1 là 1, 2 và 3, 4 và. Như vậy là xuống, xuống, lên, xuống, xuống, lên. Chúng ta vừa chơi xong cái bài số 2. Bây giờ tới bài số 3. Bài số 3 thì chúng ta sẽ kết hợp nhiều nốt hơn. Ở đây gồm có cả nốt ở trên cái dây số 2 và nốt ở dây số 3. Như vậy, chúng ta phải nhớ lại là nốt ở dây số 2 là có Si, Đô, Rê. Nhớ là Si, Đô, Rê nha. Ở dây số 3 sẽ có là Son, La. Và cái bài số 3 này nó gồm có là nốt đầu tiên là nốt Đô. Chúng ta đọc cả bài nè. Đô, Đô, Si, Đô, Son, 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 Rê. Rê, Đô, Si, Đô, Son, Nghỉ, La, Si, Đô. 1, 2, 3, 4. Chúng ta nhớ ở đây là chúng ta còn có thêm một cái dấu lặng. Dấu lặng chúng ta cũng phải nghỉ nha. Chơi lại bài 3 một lần nữa. 1, 2, 3, 4. Chúng ta sang bài tập số 4. Bài tập này có một số vấn đề khó hơn một tí. Trước nhất là chúng ta phải chơi ở cả 3 giây. Và cái thứ hai nữa là nó xuất hiện một cái dấu nối. Trường hợp chúng ta chơi dấu nối thì chúng ta phải giữ âm thanh ngưng dài từ cái nốt trước cho tới hết cái nốt được nối qua. Ở đây cụ thể là cái nốt son trắng từ phách 3, phách 4 của ô nhịp trước nối sang cái nút đen ở phách 1 của ô nhịp sau, thì chúng ta chơi chỗ đó như thế này. 3, 4, 4, 1.
Tôi đã đếm 4 1 tức là ngưng qua phách 4 của ô trước, thêm cái phách 1 của ô sau rồi tôi mới chơi hai nốt còn lại. Tôi chơi lại 3 4 4 1. Cả bài nha. 1 2 3 4. Một lần nữa nha. 1 2 3 4. Do son 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 son. Son la son 4 1. Chúng ta đã giới thiệu với nhau xong những cái nốt trên dây ba và một chút về cái dấu nối để chúng ta có cái khái niệm về dấu nối. Chúng ta ghi nhớ là dấu nối là liên kết âm thanh từ cái nốt trước tới cái nốt được nối qua. Anh chị em hãy cố gắng tập những cái bài tập nho nhỏ như thế này một cách kỹ lưỡng, thì những cái bài tập phức tạp hơn chúng ta sẽ chơi một cách dễ dàng. Chúc anh chị em thành công!